Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin tối của nhà hàng Tuyển Văn hóa ẩm thực. Ngay sau đây sẽ là những phần nội dung chi tiết. Arsenal sẽ vô địch EPL 2023-2024. Mùa giải vừa qua thì pháo thủ là đội có thời gian dẫn đầu cho bảng xếp hạng Premier League lâu nhất. Tuy nhiên, hàng loạt những kết quả không tốt ở giai đoạn nước rút cuối mùa đã khiến cho những đứa con nhà pháo không thể vượt mặt được Manchester City ở giai đoạn đó. Với việc chỉ về đích thứ hai, Arsenal đã lỡ cơ hội vô địch ngoại hạng Anh sau 19 năm chờ đợi. Sau khi không thể lên ngôi ở mùa giải năm ngoái, huấn luyện viên Mikel Arteta và bãi đào của Arsenal nhanh chóng ngồi lại để chuẩn bị cho một mùa giải mới hứa hẹn vô cùng bùng nổ. Đội bóng thành London đã xuống tay chi 210 triệu bảng để mua bộ ba Kai Havertz, Timber và Declan Rice. Pháo thủ vẫn chưa muốn dừng lại ở đó, họ có thể mua thêm thủ môn David Raya từ Brentford và một ngôi sao tấn công nữa. Với việc Arsenal có thêm những bảo đồng tốt và chất lượng, cựu cầu thủ của Arsenal đó là Julio Baptista đã nhận định. Tại sao Arsenal lại không thể vô địch được? Họ là một trong số những câu lạc bộ tốt nhất ở châu Âu. Nhiều năm qua, Arsenal đã không thể nằm trong nhóm cạnh tranh vô địch ở ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, mùa giải năm ngoái đội bóng đã thể hiện rất tốt. Tôi nghĩ Arsenal đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm sau mùa giải 2022-2023. Mikel Arteta đã từng bước thay đổi đội bóng. Hè năm 2023, họ không mất những cầu thủ quan trọng và lại có thêm những bảo đồng tốt. Bây giờ với Arteta, Arsenal có gì đó rất khác biệt. Họ đã bắt đầu xây dựng lại một tập thể mạnh mẽ. Tôi nghĩ rằng Arsenal hoàn toàn có cơ hội vô địch ngoại hạng Anh mùa giải tới. Buffon giải nghệ. Thủ môn vô địch World Cup 2006 Gianluigi Buffon đã treo giày ở tuổi 45 và sau đó sẽ làm trưởng đoàn của đội tuyển Italia. Truyền thông Ý cho biết Buffon sẽ gặp đại diện của câu lạc bộ Parma ít ngày tới để đàm phán về việc chấm dứt hợp đồng một năm trước thời hạn. Thủ thành kỳ cựu 45 tuổi sẽ đưa ra thông báo chính thức trong ít ngày tới, khép lại 28 năm là cầu thủ chuyên nghiệp với đầy dẫy những vinh quang. Sau đó anh dự kiến sẽ làm trưởng đoàn đội tuyển Italia thay thế cho Vialli. Buffon đã gặp vấn đề về chấn thương và dấu hiệu của tuổi tác đã ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ của anh. Anh chỉ chơi được 17 trận trong Parma tại Serie B mùa trước. Trận đấu cuối cùng của anh diễn ra vào ngày 31 tháng 5 năm 2023 trong 45 phút của hiệp 1 trận Parma để thua cao thủ Cagliari với tỷ số 2-3 tại Serie B. Buffon giữ sạch lưới trận đó bởi cả 3 bàn thua của Parma đều đến trong hiệp 2. Buffon trưởng thành từ chính Parma và chơi cho đội 1 ở giai đoạn 1995 đến năm 2001. Hè 2001, anh trở thành thủ môn đắt giá nhất khi sang Juventus với mức phí chuyển nhượng 61 triệu đô la Mỹ. Và kỷ lục đó được giữ tới năm 2018 trước khi bị Alisson Becker phá vỡ. Đỉnh cao của Buffon trong áo của Juventus, nơi anh lập kỷ lục 10 lần đoạt Scudetto. Anh cũng được bình chọn là thủ môn hay nhất World Cup 2006, giúp cho đội tuyển Italia vô địch. Gần cuối sự nghiệp, Buffon sang Paris Saint-Germain chơi một mùa giải, rồi trở lại Juventus và lập kỷ lục về số trận thi đấu tại Serie A, 694 trận. Anh sau đó trở lại Parma hè năm 2021, chơi ở Serie B kể từ đó. Buffon, điều đáng tiếc nhất có lẽ là chưa từng vô địch Champions League, dù 3 lần cùng Juve vào chung kết các năm 2003, 2015 và 2017. Anh từng đoạt UEFA Cup với Parma năm 1999 về nhì Euro 2012. Buffon được IFFHS bình chọn làm thủ môn hay nhất ở giai đoạn 2001-2020 và 1987-2012. Xét ở mọi thời thì anh chỉ đứng sau Lev Yashin, thủ môn duy nhất từng giành Quả bóng vàng. Cực nóng đích thân Xavi xác nhận Dembélé đến Paris Saint-Germain. Trong cuộc báo mới đây thì huấn luyện viên Xavi chính thức xác nhận cầu thủ chạy cánh Ousmane Dembélé gia nhập Paris Saint-Germain. Thương vụ chuyển nhượng đang được gấp rút hoàn tất trong thời gian sớm nhất. Như vậy, cuộc phiêu lưu của Dembélé tại Barcelona cuối cùng cũng khép lại. Sau 6 mùa giải gắn bó với đội chủ sân Nou Camp để cố gắng thay thế vai trò của Neymar, cầu thủ chạy cánh người Pháp đã trở thành đồng đội của ngôi sao người Brazil tại sân Công viên Quang Tử. Huấn luyện viên Xavi tỏ ra rất thất vọng về quyết định ra đi của Dembélé. Trong cuộc báo sau chiến thắng trước Milan 1-0, nhà cầm quân 43 tuổi đã lên tiếng xác nhận tiền đạo 26 tuổi sẽ gia nhập PSG. Cậu ấy nói với chúng tôi rằng cậu ấy muốn ra đi, rằng cậu ấy nhận được lời đề nghị từ Paris Saint-Germain. Đó là một quyết định cá nhân. Tôi cảm thấy rất tồi tệ và buồn sau quãng thời gian cả tập thể hết lòng quan tâm và chăm sóc cậu ấy. Ousmane Dembélé đã nói với tôi về lời đề nghị này và đó là lý do vì sao cậu ấy không thi đấu ở trận đấu này. Dù vậy, việc đến và đi của một cầu thủ là quy luật chung của thị trường chuyển nhượng. PSG gửi lời đề nghị, cậu ấy muốn đến đó. Cậu ấy đã nói chuyện với Luis Enrique và cả chủ tịch của câu lạc bộ đó, đó là Ancel Lefi. Mọi điều kiện đã được thông qua và Barca không có lựa chọn nào khác ngoài việc để cậu ấy ra đi. Tôi rõ ràng là rất thất vọng, nhưng tôi chúc cậu ấy hạnh phúc với lựa chọn của mình và thành công. Huấn luyện viên Xavi cũng nhấn mạnh rằng Dembélé không chia sẻ với bất cứ cầu thủ Barcelona nào khác về việc anh lựa chọn rời sân Nou Camp. Chỉ đến khi anh chạy ra ôm Ansu Fati sau khi chơi suốt này ghi bàn thắng duy nhất, dù đội sư Catalan hạ gục Milan, thì mọi người mới cảm nhận được cầu thủ người Pháp chuẩn bị chia tay câu lạc bộ. Caicedo công khai đòi đến Chelsea. Vào tối thứ ba ngày 1 tháng 8, Moses Caicedo đã được câu lạc bộ Brighton vinh danh trao giải cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của câu lạc bộ. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và phong độ ấn tượng của tiền vệ người Ecuador trong mùa giải trước, giúp cho đội chủ sân Amex lần đầu giành quyền tham dự đấu trường Europa League.
Nhưng cũng trong buổi lễ trao giải này, Caicedo đã khiến cho người hâm mộ Brighton rất buồn vì công khai xác nhận muốn ra đi. Theo Sussex World, sau khi nhận giải thưởng, ngôi sao 21 tuổi đã nói với hai vị khách tại hội trường rằng anh muốn rời Amex ở kỳ chuyển nhượng 10 năm nay. Thông tin này đã mở ra cơ hội cho chính Chelsea và cả những đội bóng muốn có Caicedo, mặc dù Brighton vẫn luôn giữ vững lập trường với con số 100 triệu bảng. Thưa quý vị, những chú chim bóng biển buộc phải cân nhắc nhà Caicedo, đơn giản vì họ không nên giữ một cầu thủ không toàn tâm toàn ý cống hiến cho câu lạc bộ. Còn về phía Caicedo, trên sân khấu tiền vệ này tất nhiên vẫn phát biểu mang tính vui vẻ. Tôi rất vui khi được tham dự Europa League cùng Brighton, đội đã mở ra cánh cửa cho tôi ở Premier League. Tại sao lại không cống hiến hết mình cho câu lạc bộ tuyệt vời như thế này cơ chứ? Chelsea là đội bóng theo đuổi gắt gao nhất, nghiêm túc nhất với trường hợp của Caicedo từ đầu mùa hè. Nhưng hiện The Blues đang ngừng đàm phán với Brighton sau lời đề nghị 80 triệu bảng bị từ chối. Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, Arsenal đã mạnh dạn trả 70 triệu bảng cho tuyển thủ người Ecuador nhưng cũng đã bị Brighton lắc đầu. Moses Caicedo đã góp mặt trong các trận đấu giao hữu gần đây của Brighton, vào sân trước Brentford và đá chính trong trận thua Newcastle. Nhưng anh đã bỏ lỡ màn thu hùng với Chelsea trước khi The Blues giành cúp Premier League Summer Series. Vì Việt Nam, thầy Park từ chối mức lương 35 tỷ từ Indo. Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo không nhận lời dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào. Tuy nhiên, không ít người hâm mộ bất ngờ khi biết rằng ông thầy nghèn quốc đã từ chối hai lời mời khủng từ Indonesia trong thời gian gần đây. Đầu tiên là lời đề nghị từ Liên đoàn bóng đá Indonesia với mong muốn mời ông vào vị trí giám đốc kỹ thuật, mức lương siêu khủng lên tới 1,5 triệu đô la Mỹ mỗi năm, tương đương khoảng 35 tỷ đồng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo đã từ chối đề xuất này vì lý do gia đình. Không dừng lại đó, ông thầy nghèn quốc tiếp tục nhận được một lời đề nghị khác từ câu lạc bộ hàng đầu của Indonesia, đó là Persib Bandung với mức lương 965.000 đô la Mỹ mỗi năm, tương đương 22,8 tỷ đồng. Thế nhưng huấn luyện viên Park rõ ràng đã thể hiện mong muốn làm công tác đào tạo trẻ chứ không phải dẫn dắt một câu lạc bộ. Nguyện vọng của huấn luyện viên Park Hang-seo là xây dựng học viện bóng đá tại Việt Nam, điều ông đã thể hiện ngay từ khi còn dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ông luôn khát khao ở lại mảnh đất hình chữ S để làm công tác đào tạo trẻ và đây là niềm đam mê của ông từ lâu. Huấn luyện viên Park Hang-seo có mối lương duyên đặc biệt với bóng đá Indonesia. Trong 9 trận gặp đội tuyển xứ Vạn Đảo, ông đều bất bại với 7 chiến thắng, 2 trận hòa. Vì những thành tích đối đầu đó mà huấn luyện viên Park Hang-seo nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ từ người hâm mộ nơi đây. Ngay sau khi rời khỏi chiếc ghế nóng của đội tuyển Việt Nam, ông đã nhận được nhiều lời mời từ các câu lạc bộ ở xứ Vạn Đảo. Điều đó thể hiện tấm lòng quý mến và mong muốn được hợp tác với ông thầy tài năng người Hàn Quốc. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đã từ chối. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của Tuyền Văn Hóa Ẩm Thực.